Thì anh em sẽ đi ngon quá đây em ơi, chỉ cần xuống là bình bán một phát là chết ngay luôn rồi, thằng này xong nữa luôn rồi, đẩy ăn ulti là chết ngay, đốt bu kêu cho vị tướng Violet ngay. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76, kênh hướng dẫn tất cả các vị tướng Liên Quân Mobile về cách chơi bản đồ phục hồi Bảo Ngọc. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Violet và hướng dẫn cái cách lên đồ và cách chơi cho anh em xem nhé. Thì mình sẽ lộn, mình bắn chết thằng này. Ui không được anh em à, pha này thì nó lộn nó chạy mất rồi. Rất là cay cú pha đó, ngồi không à, anh Slim. Ui sờ Slim với chúng tôi hả? Thì vị tướng Violet là một nữ xạ thủ nằm trong top những xạ thủ mạnh nhất của Liên Quân Mobile. Thì Violet thì nó sẽ sở hữu một lượng sát thương tay rất là lớn và độ cơ động cao, nhờ cái chiêu một nó lan lộn và nó cái tầm tay nó rất là xa nha anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi Violet nó mạnh nhất nha. Đầu tiên mình sẽ nói về ưu điểm và nhược điểm của Violet. Violet đó là ưu điểm thì nó có cái độ cơ động cao, đánh bầu trụ rất là tốt, sát thương về cuối trận là cực kỳ mạnh và cấu máu là cực kỳ khó chịu. Về cái nhược điểm của vị tướng Violet á, thì cái lượng máu thấp và dễ bay hơi khi mà sát thủ của đối phương ốp sát giai đoạn đầu thì nó cũng cũng bình thường. Đấy. Thì bộ kỹ năng của vị tướng Violet á, thì đầu tiên về cái nội tại là cái nội tại nộp đạn anh em ạ. Thì cái đánh đường đánh thường và chiêu 2, chiêu 3 trúng tướng địch thì nó sẽ giảm 0,5 giây hầu chiêu cái chiêu 1 nha anh em, là cái chiêu 1 là cái chiêu đoạn xuyên thấu. Thì anh em cứ đánh thường hoặc là tung chiêu 2 hoặc chiêu cuối mà nó trúng tướng địch thì nó cứ mỗi cái như vậy thì nó sẽ giảm được 0,5 giây thời gian hồi chiêu. Rồi, chiêu 1 là cái đoạn xuyên thấu nha anh em. Thì đoạn xuyên thấu thì Violet nó sẽ lộn về phía trước và nó tăng tầm đánh và nó tăng cái tấn công vật lý. Rồi, thứ hai cái chiêu 2 là lựu đạn nổ. Thì anh em biết rồi đó, lựu đạn thì cứ quăng cái lựu đạn vô nhà mặt cái mặt nó thì nó nổ lên gây sát thương thôi và gây làm chậm tướng địch nha anh em. Và cái chiêu cuối là cái chiêu pháo đại, thì cái chiêu vừa rồi mình mới bán đó anh em ạ. Pha đó mà nó trúng cái thằng Selene thì chắc chắn thì nó về chầu Diêm Vương rồi, hoặc thằng Rajet chứ nó còn yếu máu hơn thì nó sẽ về chầu Diêm Vương rồi, nhưng mà pha đó thì mình bán không trúng. Nếu mà trúng thì nó cầm cái CV mà nó đi đầu thai với anh Diêm Nhân Dương ngay rồi. Thì về cái chiêu cuối của vị tướng Violet là cái pháo đại anh em ạ. Pháo đại thì Violet sẽ bán ra một phôi phát pháo cực đại theo hướng chỉ định, một cây sát thương vật lý. Gây sát thương vật lý thì nó sẽ gây theo cái 10 phần kèm theo là 10% đám máu đã mất của vị tướng ui cày chê nhà điện ra này, nó đá vô trong trụ anh em ạ, nó đá viêu mồm luôn này, xúc phát vô trong trụ nằm trụ trụ bán thêm vài phát nữa này, thì mình nằm trong đu luôn này. Pha này thì mình rất là cày cú với đúng với ra với anh em ạ. Rồi về cái cách tăng cái bộ chi thức của vị tướng Violet á, thì anh em thì nói chung là cứ tăng mắt chiêu một cho mình thôi. Rồi phép hỗ trợ của vị tướng Violet á, thì anh em sẽ cầm tóc biến. Rồi cái phù hiệu thì anh em sẽ cầm cái phù hiệu luyện kim khi mà anh em đi đường. Đấy, đi đường thì anh em cầm luyện kim để anh em bán nó nhanh lên tiền nha. Rồi về cái bảng ngọc, thì bảng ngọc của vị tướng Violet á, thì anh em sẽ gắn ngọc như sau. Đầu tiên á, ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc đó là tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng gắn 10 viên cho mình. Đấy. Ui dính cái lo anh em ạ, trời mày luôn, khô máu mày luôn, nhưng mà không gió mà anh em ạ. Anh thấy nó bật chiều cuối rồi thì mình lo tóc biến mình chạy. Khi mà nó hết chiều cuối rồi thì mình quay trở lại mình cấu rỉa anh em ạ, không chơi solo với nó nha, mình cứ chơi cấu rỉa, bởi vì cái tầm tay mình xa hơn tầm tay nó thì nó chơi solo tốt, nhưng mà mình thì mình chơi cấu rỉa tốt, mình chơi cái nào lợi thế thì mình chơi thôi. Ui anh ra anh lại qua anh em ạ. Ui anh ơi em xin lỗi mà ra là mày hả bữa mày chạy đâu rồi, mình cũng phải nằm xuống rồi anh em ạ, còn khá là ít máu. Ui Slim nó nhảy vô trong cái bụi, nó định trốn trong cái bụi luôn, nhưng mà nó nhảy vô trong cái bụi vậy thôi. Đấy, nhảy vô trong đó thấy tầm nhìn của mình, nó bắn mình chết queo luôn anh em ạ. Rồi thì cái ngọc đang nói băng ngọc phải không, anh em? Thì băng ngọc thì anh em sẽ gắn 10 viên, tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng, sát thương chí mạng 3,6% đó anh em. Thì gắn 10 viên thì nó sẽ có 36% sát thương chí mạng. Về cuối game anh em bán cứ một phát chí mạng á, là nó sẽ gây sát thương chí mạng cực kỳ lớn và nó gây chết luôn đối thủ của mình. Anh ngồi không chết tươi liền. Rồi về ngọc tím á, anh em sẽ gắn theo tỷ lệ là 7 viên,
tốc đánh tốc chạy và 3 viên hút máu cho mình. Ngọc lục thì nên sẽ gắn ngọc cung vật lý và xuyên giáp 10 viên. Thôi, đó là cái bản ngọc của vị tướng Violet nha. Thì bản ngọc mình có để trong phần mô tả hoặc là nên xem cái phần bình luận để nó có nha. Đây thì mình ghi rõ ràng như đó luôn. Ôi giời ơi, anh chơi. Ai mình sẽ lậu mình bán úi, sẽ là qua đây có S nha. Đấy, cơ hội là tôi bán từ nãy giờ biết bao nhiêu máu rồi mà không mà ui anh rồi cho anh đi về chim vương luôn. Đấy. Tiếp tục là anh ui dính cái lô anh em ạ. Cái chết nha. Trời ơi, dính cái lô quý vị tướng Slim bị thằng bị cái thằng Vered nó đóng cái ông ty nữa như rồi nằm im ru luôn anh em ạ. Về tới đoàn ngay. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nói về cái phù hiệu của vị tướng Violet. Thì phù hiệu thì anh em đi đường thì anh em sẽ cầm cái phù hiệu luyện kim để anh em tích lũy cái lượng vàng nó nhanh nha. Thì cứ một cái luyện kim thì nó sẽ khi mà anh em bán trúng người và trúng trụ thì nó sẽ tặng vàng cho anh em. Cứ một cái luyện kim là 6 vàng, 16 vàng nhé. Đấy, thì đó là cái phù hiệu luyện kim. Còn khi mà anh em đi rừng thì anh em sẽ cầm phù hiệu ma chú nha, để tăng cái sát thương khi mà dồn đam. Đó là cái phù hiệu đi rừng. Về cái khách Violet đi đường thì đầu tiên thì anh em sẽ đi ngon quá đẹp ơi, chỉ cần xuống mà bình bán một phát là chết ngay luôn rồi, ngày xong nữa luôn rồi. Đẩy ăn ulti là chết ngay, đốt bu kêu cho vị tướng Violet ngay anh em ạ. Nãy thì anh em thấy anh em mình bán cái pha đó quá ra là mày nãy mà đó tao đúng không, chạy đi đâu nữa anh ơi, chạy đi đâu nữa, chạy một lộn nữa là chết ngay. Đấy, pha này thì anh Rajet anh cũng phải về tới đàn anh đem số ngay anh em ạ. Đánh với vị tướng Violet mà dồn nó không chết là chết ngay. Úi, úi anh ngủ không lần này. Ê, dính cái lâu nữa kìa. Anh ngủ không ngồi ít máu là không dám ra anh em ạ. Mình cứ lộn lại mình cố cấu máu thôi. Không cấu máu được thì mình cứ cấu, mình bò cái trụ này thôi. Thì việc nhẹ lương co mà anh em cứ đứng sau SP mình bán thôi. Đó là cái công việc rất là nhẹ nhàng của vị tướng Violet. Rồi thì di chuyển xuống này ăn cái con tập thằng nha anh em. Rồi đối với cái build đồ của vị tướng Violet trong cái trận này thì mình lên cái build đồ đó là sóc đam nha anh em, sóc đam và một lậu một mạng. Thì cái build đồ này rất là mạnh, khi mà anh em late game anh em bán là chết luôn á, chỉ cần mấy máu giấy cho anh em cần lộng bán chết luôn á. Rồi đây là cái vị tướng ngủ không đang đi đây lại trụ nhưng mà chắc chắn là nằm xuống rồi anh em, không thoát được đâu, chạy đâu nữa. Đấy, thấy chưa? Chỉ cần anh ấy mà lót cái mặt trinh có bản đồ là team mình cho về tiêu đoàn đem số ngay. Đó là cái công việc mà mình phải làm thôi. Rồi dưới kia thì vị tướng Natalia của tiền bạn còn khá là ít máu. Rồi mình chỉ cần qua mình bắn nhẹ một cái là mình tiễn đưa bạn ấy về tiêu đoàn ngay. Hồi nãy mày quýnh tao đúng không ra? Hồi nãy mình nhớ là bạn có đá mình bay vào rung trụ mình chết. Hay thôi bây giờ mình sẽ núp bụi để mình chờ bạn ra nha. Nếu bạn không ra thì mình đập trụ, còn nếu bạn ra thì mình cho bạn lại về điểm mận điểm số. Tuy nhiên là bạn ấy biết thân biết phận, bạn ấy trở về nhà điểm số rồi anh em ạ. Đấy, ui ngộ không kìa, ngộ không kìa anh em ạ. Ui ui, sát thủ bị AD giết kìa anh em. Anh em thấy hay không? Pha đó thì mình chơi ngộ không khô máu luôn. Rồi. Anh em thấy hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi. Đấy thì anh em đừng có cười. Tôi quýnh nhẹ nhẹ giết ngộ không vui vẻ rồi. Tôi chỉ cần anh em đăng ký là tôi cười há lợi. Cười hở răng ngay anh em. Đấy thì đó là một trong những cái động lực. Thì anh em biết cái tác dụng của việc đăng ký kênh không? Thì đăng ký kênh là giúp là cho mình khi mà ra video mới thì anh em sẽ là người xem đầu tiên, anh em có ngay cái thông báo là anh em vô xem, chỉ có vậy thôi chứ không có gì nhiều anh em ạ. Nó cũng không tặng tiền cho tôi được cái gì, cũng không ái gì, nhưng mà anh em vào xem cứ comment là tôi vui rồi. Thì pha này thì mình không tiêu diệt được vị tướng của team bạn, thì tuy nhiên team bạn đã chết 4 thành viên rồi. Bây giờ cái trụ này mình nằm xuống thôi, chỉ cần một lộn nữa là bể thôi anh em ạ. Nhưng mà mình đang cố gắng mình giết luôn cái vị tướng Vered này của team bạn nha, thì team mình cũng đập nhà luôn ra nè. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ, anh em thấy hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chơi vị tướng nào anh em cứ comment dưới phần bình luận để mình làm cho anh em xem nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong cái clip tiếp theo đó hả.